Rồi, bên Mau Điện sẽ phải lấy phần to, còn bên đặt cho San phần nhỏ nhá. Rồi hai đội tự xử lý và tự đi kiếm đồ để chế biến món ăn thì sẽ có 5 phút để chuẩn bị đồ nhá. Okay. Bắt đầu đây này. Đấy, anh em mình vừa được phân chia một nửa con này để chế biến món ăn mọi người ạ. Bây giờ con này mình nghĩ là sẽ khó ăn được xương của nó. Nếu cả sẽ chế biến cái món hấp nhé mọi người nhé. Cá chấm đen tươi, cá chấm đen tươi muối câu được này rất là ngon. Thế nên mình phải giữ chọn cái hương vị của nó mọi người ạ. Sẽ lật cái phần này lên, lật cái phần này ui, lọc lấy những cái khổ thịt, lấy cái khổ thịt và cắt khúc cái sẽ nhỏ nhỏ gọn gọn bằng cái bàn lòng bàn tay này nhé mọi người. Xong rồi trang trí lên đĩa cùng với các gia vị như là cà chua, ớt, hành tím, mắm muối, mì chính. Xong rồi hấp canh gì? Ok chưa? Món đấy kiểu gì cũng ngon luôn mọi người ạ. Lọc lấy riêng phần thịt thôi nha. Còn cái phần xương thì thịt anh em mình sẽ để vào bếp. Sau nấu món gì nấu ví dụ như là xương nấu canh chua. Con cá chấm biển này ngon dã man, được con cá cũ của hồ ấy, đen chui lùi luôn. Mà đại ca câu được con này khéo quá đấy. Món thủ ấy chắc phải là món đến mấy chục ca câu. Đi nuôi chủ hồ béo múp. Con lấy cái đầu không? Không, lọc lấy riêng phần thịt thôi. Còn những cái phần kia ít nấu canh chua để ăn cơm. Lọc còn những cái xương răm nào sao rút xương hết. Sau khi lọc ra và lau sạch sẽ, anh em mình sẽ thái từng khúc một cho nó dễ ngấm ngát gia vị nhé mọi người nhé. Bỏ cái khúc này nhé, méo. Khúc đấy lót ở dưới. Đấy, cứ để đấy, cứ để đấy. Cắt dọc cái cắt thẳng tư này. To. Đấy, tầm đấy. Ui. Em mình quen ăn miếng to rồi. Mỗi người một khúc vào bát là ngon không nhỉ? Thế rồi, mình có mấy người đâu, còn cái này ít thì kho không nhỉ? Đấy đơ, bôi đầu rồi. Đấy cái đầu nữa, ăn cho nó béo. Ui, ui dồi. Con này xương cứng. Chặt vào vây đi. Thế bỏ luôn cái phần này. Đó, chặt vào. Đúng rồi, lọc lấy những cái đầu đó, dạy từ phần mang đấy. Nào, bạch ra à. Con chấm đen nó to quá, nó như con lợn đấy mọi người ạ. Khó làm. Nuôi con cá thu nhỏ. Gì ở con cá khuyết tật đấy. Nhưng mà gì thế này đẹp phết mọi người nhỉ. Vậy cho nó ăn quả hành. Thiếu vây, cho ít vây nữa. Là ok. Cho ít vây ở đây nữa. Vây thay vây bằng những cái quả ớt nha mọi người nhá. Bây giờ là bọn mình định nướng mọi người ạ.
nướng sa tế. Đấy, bây giờ mình sẽ khứa thế này, ướp gia vị cho nó đều vào trong, nó ngấm vào thịt này. Đấy, mình sẽ khứa cả hai mặt mọi người ạ. Khứa này để tí nữa sa tế với gia vị nó ngấm vào thịt, nó nướng nó ngọt. Đâu cứ tưởng cá mua ai ở đâu mà vừa nhanh chín nó vừa ngấm gia vị đều quá. Ơi, bây giờ là đến công đoạn ướp rồi ạ. Đây, mình sẽ xoa đều lên này. Ui, xoa đều đừng để thớ thịt cái chỗ mình ướp ấy. À, chỗ mình khứa ấy. Ra xuống. Tí nướng nó nóng lên là nó ngấm gia vị xuống. Quá ghê gớm. Xoa cái này xoa đều lên. Nhìn màu đã đẹp rồi, tí nướng này đẹp nước. Đẹp không mọi người? Ui giời. Nào, chở bên ạ. Ui, chở hết rồi. Từ từ. Hạ thổ, hạ thổ. Ê, chở gì sang bên đấy? Bên nào cái này ạ? Đây không phải là một cá nướng bình thường, đây là một cá đốt là chuối. Đấy. Chứ còn nướng than, nướng củi như bình thường. Nướng than, nướng củi nướng nhiều rồi. Quên bỏ đây. Nướng phải đặc biệt tí. Đấy, rồi, lấy thằng chuối úp lên. Yeah. Ui. Cái bút trong, ta thử cho tôi để cái nó sạch hơn. Rồi, úp cái kia lên. Đấy, chặt tiếp à. Này, cái gia vị nó ngấm từ ngoài vào ấy. À. Đây đây, để cái đầu đấy. Này, để rơm đốt. Ok. Tăng 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 tăng. Đây là con cá chấm chấm đen siêu mini của anh em mình đã vào nồi hấp nha mọi người nha. Rồi. Đó, một con chấm đen to khoảng một yến này thì dự tính là khoảng một vốc muối. Rồi cho ít ít thôi, xong rồi còn chấm gia vị nữa mọi người ạ. Một ít bột ngọt. Rồi. Ok. Nóng lắm. Chấm lửa đi. Đấy, bên mình bắt đầu khai hỏa mọi người ạ. Nóng từ trên từ dưới luôn. Mình đã có cá lóc đốt rơm đây, mình có cá chấm đen đốt rơm. Mà đốt vừa đấy nha, tí thành than thì chết đấy. Không thành được đâu, là chuối bảo vụ. Ra đi, anh khai hỏa nó bên này à. À, hai đội đã làm xong món ăn, chưa xong, đang nấu nhá mọi người nhá. À, mình sẽ tham khảo qua. Đây là cái món cá gì đấy? Chấm đen mini. Mình cũng không biết được, thôi tí nữa xem Mao Đệ giải thích cho vậy. Còn bên này là cái món gì đây? Ui, hai đội làm những cái món khá là dị nha mọi người nhé. Chấm đen và diệm sơn. Món này chấm đen oi khói rơm. Chấm đen, đốt rơm đấy. Chấm đen oi khói rơm. Đúng rồi, cái độ rơm thì ẩm mà cái độ đốt như thế này thì khả năng oi khói cao lắm. Khả năng là chấm đen tẩm mặn mại. Thôi, vẫn phải đợi kết quả nha mọi người nhé. À, bây giờ là món của hai đội là đã chín thất rồi nhá. Thành chấm trắng luôn. Thành chấm trắng. Chấm đen thành chấm trắng. Đẹp phết. Mùi nhìn ngon nhỉ. Nào, cho ra nhá. Chín rồi anh ạ. Chín rồi. Tại bọn em cắt khúc vừa phải mà. Không như bên kia đâu, cái đen. Ui. Wow. Nóng lên cái bản ra đây. Giải hết. Rồi. Đợi lấy cái đồ cá của đội này đã. Nào, đội này đâu? Đây là nước chấm rồi. Thôi này, nhìn này. Chấm anh, nước chấm anh. Đen đen rồi. Không phải lo. Ô, đen rồi. Khét rồi. Chứ chát. Đen, khét một tí không sao.
mùi vàng lắm, nghe vàng lắm. Vàng hay là két, mùi két két hay sao ấy? Không, không mùi két, mùi dơm. Mùi dơm két à? Ui, nhìn món bên này hấp dẫn thế. Ui rồi, kẹp luôn. Ui, hấp dẫn thế. Đúng kiểu thời ngày xưa đấy anh nhỉ? Đây, ngày xưa là thiếu muối làm giò làm nước chấm ấy. Món này khả năng là phải thưởng thức luôn ý chứ nhỉ? Luôn. Không cần phải cho ra. Cho ra chứ. Nào, anh cho ra cho. Nào, lấy cái kia ra đây. Vào nhà hàng ngay người ta ăn ở trong bếp. Đây, bây giờ đấy này. Nào, nhắc lên. Không bóng. Tôi đây. Ok, nào lấy cái phản trắng ra đây. Phản bán ơi. Có mùi khét. Chắc chắn là khét rồi. Dơm thì dơm ướt. Rồi, đặt vào đây. Đặt vào bẩn hết phản ấy. Ừ, đây là mùi lây bên này. Ok. Ngư cá thì sao sạch chi đẹp thế này. Một bên là trắng, một bên là đen. À, một bên là đỏ. Bẩn thế. Một bên là đen. Món này khá là đẹp. Trắng tinh nhưng mà nhìn có vẻ hơi đơn giản. Anh ơi, người ta bảo là ngon mà không đẹp thì vứt. Đấy, vừa ngon vừa đẹp. Đẹp rồi đã, tí nữa mới tính triệu ngon. Nghe có vẻ ok phết. Trắng bệch rồi nhỉ. À, để em lấy nước chấm này. Đây, nước chấm của bọn em ơi. Em chuẩn bị rất là kỹ càng. Bây giờ cho sang bên này, cho rộng chỗ đi. Nào, phía đây. Ok. Ok nhé mọi người nhá, bây giờ sẽ là đến cái phần thưởng thức. Thôi anh em cùng thưởng thức đi. Ui, ngon luôn. Ui, tao ngửi cái mùi khét rồi. Khét không? Khét mùi là chuối đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Bên kia vô đều ấy, dùng mỗi bên kia thôi, anh em vô cái đi. Cái này của em môi trề. Trái này. Kẹp quá. Kẹp. Đây, anh thử bên đây này. Kẹp rồi. Lại còn cái này nó phải kẹp đâu. Nhìn ngon nhỉ. Đây là con đợi bên kia mãi nó mới nguội đấy. Ui trời ơi. Ngon nè. Ngon nè. Anh thử miếng cà chua này. Ăn đi. Ăn nó hả? Chén đi. Anh em cứ chén tự nhiên. Hôm nay anh mời. Nhưng mà thật ra, cái cá... Mọi người nha. Cái cá chấm đen mà anh em mình ăn nó chán rồi. Thế nên là mùi bên này khét quá. Thật đấy, anh bảo. Nhưng mà anh em bọn em làm ngon lắm. Anh bảo kiêng kiêng bỏ cái này ra kia. Cũng khét mà. Cũng khét mà. Kẹp bỏ đi. Hỏng rồi. Đấy, đồng đội mà bỏ đi. Đồng đội mà bỏ đi. Người thế nào bỏ khét? Bỏ đi, bỏ đi. Nhìn bỏ nó đi. Không hợp phong thủy đấy. Ra bỏ khét. Bỏ đi. Đừng có chơi và đừng có cãi. Bọn em coi như không nhìn thấy gì. Coi như là chưa đồng chí đi. Coi như là mình không có gì ở đây, không đấu đi. Anh cũng không nhìn thấy gì mọi người. Bỏ cho chó đấy mọi người nhá. Cái món này là vứt. Sao lại cái bẩn gì? Sao lại em này còn định ăn á? Phải bỏ khiêng bỏ ra để đỡ cái mùi khét nó. Nó khét cái kiểu gì vậy? Thôi anh em không nên nhận món này vậy. Tạm miếng thịt búc mọi người ạ. To ngậy. À, đây. Mời tất cả anh em nhá. À, hôm nay thật ra không phải là một cái cuộc thi gì đâu mà muốn là anh em rèn luyện cái kỹ năng để nấu nướng này. Thế cả mai ta khoe con cá chấm đen nữa. Đấy, chủ yếu là khoe con chấm đen là anh đi câu mấy chục ca với được một con. Ủa, mấy ca móm kiếm kiếp. Nè, ai mà đi câu cùng mấy ca là đủ. Đấy. Hiểu là móm rồi. Bắt móm cả ô.